Tử Vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, các tinh thủy diệu tương trợ, sự nghiệp vươn lên. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, Giáp Dần là người rất đạo đức và ngay thẳng, họ có nguyên tắc sống của riêng mình, luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Năng lượng mộc kép, Dần và Giáp đều thuộc hành mộc, khiến cho những người tuổi Giáp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi chuyện, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Người sinh năm 1974 khá dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy. Thay vào đó, họ hiểu cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác để tiến nhanh hơn. Chính vì thế, họ có rất nhiều người ủng hộ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Bước vào năm 2021, tử vi học dự báo rằng năng lực xã giao của người tuổi Nam Giáp Dần trở nên cực vượng. Vậy nên, thu hút được rất nhiều quý nhân cát tinh tương trợ nâng đỡ cho sự nghiệp của người tuổi này bùng nổ. Dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì cũng đều thu về tiền tỷ, cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của Nam tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần Nam Mạng, quý bạn sẽ nắm được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được sự may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho. Người không biết, chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1974 Giáp Dần nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt, bằng đồng mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm. Nhờ sự tương trợ của Ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của nam mệnh tuổi Giáp Dần trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Dần bước vào tuổi 48. Gặp thái tuế tạo nên bố cục ám hợp, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 xuất hiện ám hợp với thái tuế, thiên can thái tuế sinh chính quan. Nhìn chung, vận mệnh năm nay không có sóng gió lớn, không vấp phải hạ tam tai. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn so với người khác. Năm 2021 vẫn là một năm làm việc vất vả của nam Giáp Dần. Tuy nhiên, do tính cách khá mạnh mẽ nên dễ gây gổ với người khác ở nơi làm việc. Bạn có thể làm mất lòng sếp vì coi thường công lao và lòng tự tôn. Nếu không xử lý được ổn thỏa, công sức nửa đầu năm của bạn sẽ là số 0, hãy cẩn thận. Tử vi còn cho thấy dương khí năm nay có phần cực đoan. Nếu xử lý tốt mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau thì thu nhập đáng kể. Ngược lại, nếu bản mệnh vẫn cứ để mâu thuẫn diễn ra thì tài lộc giảm đi rất nhiều. Mặt tình cảm của nam Giáp Dần năm nay tương đối bình yên với người yêu. Tuy đôi lúc nóng nảy nhưng vẫn có được sự thấu hiểu từ đối phương. Sức khỏe tổng thể cũng tương đối ổn định, thỉnh thoảng gặp rắc rối nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Dần hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh,
tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hành thông và thành công hơn trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. 1. Về mặt sự nghiệp. Năm nay, tuổi Giáp Dần tương xung với Thái Tuế, làm ăn hợp tác khá tốt nhưng thường bị cấp trên kìm hãm, ép buộc. Có lẽ năm nay vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Giáp Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Trong năm, ít khi xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Hơn nữa, những người đàn ông tuổi Giáp Dần điển hình là người rất năng động, chăm chỉ và luôn trân trọng mọi cơ hội. Họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu ở nơi làm việc. Tuy nhiên, do tính cách mạnh mẽ, kiêu căng nên sẽ đánh mất bản thân sau khi thành công. Cộng thêm cô thần hung tinh sẽ dẫn đến sự không hài lòng từ đối tác hoặc đồng nghiệp. Mâu thuẫn lời nói với nhau rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của bản thân. Nam giới cầm tinh tuổi này nên kiềm chế bản thân một cách hợp lý. Nếu không, có thể làm mất lòng cấp trên hoặc lãnh đạo, nhất là vào thời điểm giữa năm. Nếu không, 6 tháng làm việc chăm chỉ sẽ trắng tay. Để giúp công việc được hanh thông, thuận lợi và phát triển hơn trong năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên nam tuổi Giáp Dần hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp bạn hóa giải xung khắc giữa các con giáp và mâu thuẫn trong công việc. Từ đó, công việc của bạn có thể phát triển hơn. Đồng thời, vòng sẽ tăng may mắn, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho nam tuổi Giáp Dần. 2. Về mặt tài lộc. Đường tài lộc của nam Giáp Dần không ổn định, có thể trở nên giàu sang, phú quý hoặc có thể rơi vào đáy. Nếu bạn có thể hội tụ lợi thế của mình ở nơi làm việc, làm mọi việc một cách thận trọng và kiên nhẫn, nguồn tiền bạc của bạn sẽ vẫn ổn định. Điều quan trọng nhất là người cầm tinh tuổi Dần phải nắm bắt được cơ hội và dự án trước mắt. Dù gặp chuyện bất bình cũng không nên lúc nào cũng nổi nóng. Trước hết, hãy hoàn thành công việc của mình rồi hãy lấy tiền chia lãi. Nếu làm được điều này thì tài lộc trong năm nay về cơ bản sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, tài sản có thể giảm đi rất nhiều. Có thể thấy trong năm 2021, nam tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội và dự án phát triển, có thể trở nên giàu sang, phú quý, nhưng trong mọi việc đều cần đến sự may mắn để mọi việc có thể thuận lợi và hanh thông hơn. Chính vì vậy, bạn hãy đeo thêm vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày để tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh trong quá trình phát triển dự án và kế hoạch trong năm 2021. 3. Về mặt tình cảm, gia đạo. Trong quan hệ tình cảm, đàn ông tuổi Dần luôn chiếm ưu thế. Tuy ở tuổi này, tính tình nóng nảy vẫn còn rất lớn. Nhưng may mắn thay, những người cầm tinh tuổi Dần đều tốt. Đối tác xung quanh thường rất chu đáo. Đàn ông tuổi Dần chăm chỉ làm việc ở cơ quan, khi về nhà có vợ ngoan hiền, sống hòa thuận. Các cát tinh với vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Với những ai có kế hoạch sinh con năm 2021, nên có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tinh thần và vật chất, đảm bảo cho việc đứa trẻ chào đời trong hoàn cảnh tốt nhất. Để có thể cải vận tình duyên thì Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. 4. Về mặt sức khỏe.
mà sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong năm 2021 tương đối tốt, thỉnh thoảng xuất hiện một số rắc rối nhỏ do bận rộn công việc nhưng sẽ sớm vượt qua được. Nam tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có xu hướng cáu gắt bởi với khối lượng công việc tăng cao trong năm nay. Đặc biệt, khi bước vào tuổi trung niên, tuổi Giáp Dần sẽ rất dễ nổi nóng và gây ra nhiều triệu chứng khác nhau. Bạn nên nhớ luôn giữ sức khỏe tốt, uống nhiều nước, ăn nhẹ, ngủ đủ giấc và tăng cường vận động ngoài trời. Nhưng đối với nam tuổi Giáp Dần, thành công trong sự nghiệp là liều thuốc an thần tốt nhất. Muốn mọi việc diễn ra như ý muốn thì phải kiềm chế tính nóng nảy một chút, ắt sẽ chiến thắng. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Giáp Dần năm 1974 nam mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi tiếp chương trình. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Giáp Dần năm 1974 nam mạng. Tuổi Giáp Dần trong năm 2021 sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Khi gặp năm có hạn thiên tinh, đường số sẽ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn sẽ gặp do hạn thiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối, tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Để có thể giải hạn thiên tinh, bản mệnh nên tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nên cẩn thận việc ăn uống, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 2. Sao chiếu mệnh năm 2021. Theo các chuyên gia phong thủy, sao thủy diệu hay còn gọi là thủy tinh là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu chiếu mệnh nam mạng Giáp Dần. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ. Sao này rất hợp cho người mệnh mộc và kim. Nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Cho nên, trong năm 2021, sự nghiệp của bản mệnh sẽ thăng tiến như sóng vẫy vùng nơi biển cả. Tiền bạc, tài sản của nam tuổi 1974 sẽ thu về đầy tay, ao ào như sóng. Sao thủy diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. 3. Vận niên năm 2021. Hổ nhập nội nghĩa là cọ về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn. Trong năm nay, bản mệnh kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn nhưng về sau gặp dịp may mắn phát tài. Trong năm nay, bản mệnh không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha, làm phúc giúp người khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.